từng là những người lạc vào vòng xoáy của ma túy nhiều năm, thế nhưng với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự động viên của gia đình, người thân đã giúp nhiều người quyết tâm vượt qua bóng tối để hoàn lương, làm lại cuộc đời. 50 tuổi, anh Bùi Duy Thủy đã có gần 20 năm lạc lối trong vòng xoáy của ma túy. Với suy nghĩ không để cuộc đời trượt dài mãi trong những lầm lỗi, anh Thủy đã quyết tâm đi cai nghiện ma túy. Hiện nay, sau gần một năm trở về địa phương, sức khỏe anh Thủy đã ổn định. Tôi mong những người nào mà còn vướng vào đường ma túy thì tốt nhất cũng mong mọi người đừng nên bước chân vào con đường ma túy. Ma túy là nó quá hủy hoại con người, mà nó quá có hại cho sức khỏe bản thân. Người đàn ông này đã từng nhiều năm làm bạn với nàng tiên nâu. Thế nhưng, chính tình thương của gia đình, sự động viên, hỗ trợ của lực lượng công an địa phương đã giúp anh Nguyễn Văn Hiếu vượt qua mặc cảm, có thêm nghị lực để thoát khỏi ma túy hơn 3 năm nay. Gia đình tôi lúc nào cũng khuyên cháu một điều rằng là con phải nên từ bỏ cái đấy thì, thì nó mới thành người được, rồi để lo cho vợ cho con. Tác hại của ma, ma túy là tôi dùng là tôi thấy nó ảnh hưởng đến thứ nhất là bản thân mình không ảnh hưởng đến gia đình vợ con bố mẹ ảnh đến kinh tế rất nhiều. Quyết tâm của tôi là tôi phải từ bỏ, không dùng đến ma túy nữa. Thành phố Phổ Yên hiện có khoảng 470 người nghiện ma túy, đang có hồ sơ quản lý tại địa phương, đứng thứ ba toàn tỉnh. Thời gian vừa qua, thành phố Phổ Yên đã đẩy mạnh quản lý người nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới. Bên cạnh đó, để giảm tỷ lệ tái nghiện đối với những người hoàn thành việc cai nghiện tập trung trở về địa phương, các cấp ngành địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp. Cái đối tượng mà sau khi đi cai nghiện về hoàn lương chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của đảng, đảng pháp luật nhà nước quy định địa phương thì tạo điều kiện để cho vay vốn uh, ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với lại uh, Ủy ban Nhân xã phường, công an các xã phường trên địa bàn của toàn thành phố thứ nhất là tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước, công tác phòng chống tệ nạn ma túy, công tác vận động các đối tượng người nghiện thực hiện quá trình cai nghiện tự nguyện. Việc cai nghiện ma túy thực sự là một hành trình rất dài và khó khăn. Có nhiều người nghiện ma túy đã không thể chiến thắng được sức cám dỗ của ma túy dù đã đi cai nghiện rất nhiều lần. Song vẫn có những người cai nghiện ma túy thành công. Một trong những giải pháp quan trọng để họ tránh xa những cám dỗ đó là có sự quan tâm, động viên của gia đình. Cùng với đó, các cấp ngành liên quan tạo điều kiện cho họ có việc làm thường xuyên, ổn định. Để từ đó, đoạn tuyệt hẳn ma túy sau khi trở về địa phương, hòa nhập với cộng đồng.